nay mình giới thiệu người, hôm nay mình test thử máy G45 của hãng Dongsen. Mọi người lưu ý dùng là có dưới này có cái le nhé, khi nào khó nổ là mình bật cái le lên, có cái le dưới đây. Đấy, ba bước khởi động là bơm xăng này, đóng le, giật, bật công tắc. Giờ mình thử khoan trên đồi nhá. Tiếng nổ này rất là giòn. Đây vương đá nhiều đó. Đào hố mình chôn làm gì mà sâu thế này? Mình đào trồng cây thì nhé. Ừ. Nháy được 3-4 phát xong rồi xem được hố chưa? Trồng cây chỉ thế thôi. Cho phân lấp lấp vào được rồi. Đất tươi luôn. Anh phải đứng như thế, gọi là nó mình chủ động một tí là vào. Thôi đừng đào đấy anh ạ, đào đây này, dưới này. Đấy là nó tơi nữa mà anh, nó phải tầm 5 phân nữa nó tơi. Thế là đường xe cũng đông đi chở gỗ. Vâng. Khỏe, công nhận. Đây là thầy giáo nhá, thầy giáo tay không cứng như anh em đâu nhưng mà vẫn khoan bình thường ạ.